Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mốc mẫu mũ mầm cây có hình dáng như thế này. Để mốc được mẫu mũ này thì loại sợi mình sử dụng ở đây là len mi cotton, dạng sợi là 2 mm, kim mốc mình dùng là kim 4.0. Và để mốc được mẫu mũ này, ở đây là mình mốc cho bé 1 tuổi thì mình cần khoảng 60g len màu vàng này và một ít len màu xanh. Các bạn cùng theo dõi video hướng dẫn của mình nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ móc lên một mũi bính và móc vào vòng tròn này là 8 mũi móc đơn. Hàng số 2 thì mình tại mũi chân mũi này mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn và mình sẽ không kết hàng thứ nhất, chúng ta sẽ dùng kim để đánh dấu. Hàng số 3 tại chân mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Chân tiếp theo thì mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Hàng số 4, trên hai chân mũi đầu tiên, mỗi chân mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chân thứ ba này thì mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Như vậy là mình đã xong 4 hàng đầu tiên, tiếp theo là hàng số 5. Ba chân mũi đầu tiên, mỗi chân mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Chân tiếp theo thì mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Sau khi móc xong hàng số 5, tiếp theo mình sẽ móc hàng số 6. Hàng số 6 này mình tiếp tục tăng tiền tiến như bình thường, nhưng mà mình sẽ tạm cái mũi tăng ra. Tại chân mũi đầu tiên mình sẽ móc một mũi
móc đơn như bình thường. Chân tiếp theo thì mình sẽ móc vào đây là hai mũi móc đơn. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại cùng gồm có 4 chân mũi tiếp theo là 4 mũi móc đơn như bình thường. Và cái chân số 5 bên cạnh thì chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Các bạn tiếp tục lặp lại như thế, 4 chân mũi móc như bình thường. Và chân số 5 thì chúng ta sẽ tăng mũi. Còn 3 chân mũi cuối cùng này chúng ta sẽ móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn như bình thường. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng số 6. Hàng số 7 thì mình sẽ không tăng mũi, chúng ta sẽ móc mỗi chân này 1 mũi móc đơn. Mình sẽ có tổng cộng là 48 mũi móc đơn. Mình đã móc xong hàng số 7, tiếp theo là mình sẽ móc lên hàng số 8. Chúng ta tiếp tục tăng mũi. Tại 5 chân mũi đầu tiên này, mỗi chân thì mình sẽ móc vào đây là 1 mũi móc đơn. Chân tiếp theo thì mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Và chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Tiếp theo là mình sẽ móc hàng số 9. Hôm nay mình cũng tiếp tục tăng mũi nhưng mà 8 mũi tăng ra. Tại 2 chân mũi đầu tiên, mỗi chân này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi móc đơn. Chân bên cạnh thì mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Sáu chân mũi tiếp theo, mỗi chân mình sẽ móc 1 mũi móc đơn. Và chân số 7 này thì mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn. Và chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Còn 4 chân mũi cuối cùng này, mỗi chân mình cũng sẽ móc vào đây là 1 mũi móc đơn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng số 9. Hàng số 10 thì mình sẽ không tăng mũi. Tại mỗi chân mũi này mình sẽ móc vào đây là 1 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 64 mũi móc đơn. Hàng số 11 thì tại 7 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mình sẽ móc vào đây là 1 mũi móc đơn. Chân số 8 thì mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc đơn. Và chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng.
Sau khi móc xong hàng số 11 thì hàng số 12 mình móc như bình thường, mỗi trên một mũi, mình sẽ không tăng mũi. Hàng này chúng ta sẽ có 72 mũi móc đơn. Đây là mình đã móc xong hàng số 12. Hàng số 13 thì mình sẽ tiếp tục tăng mũi. Mình sẽ tán mũi tăng ra. Tại 2 trên mũi đầu tiên, tại 3 trên mũi đầu tiên này. Mũi trên mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Trên bên cạnh thì mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ lặp lại là 8 trên móc 8 mũi móc đơn như bình thường. Và trên số 9 này mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Năm trên mũi cuối cùng này, mũi chân mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng số 13. Hàng số 14 thì mình sẽ tiếp tục móc như bình thường, mỗi trên một mũi móc đơn, không tăng mũi. Cho hàng này mình sẽ có tổng cộng là 80 mũi móc đơn. Hàng số 15 thì mình sẽ tiếp tục tăng mũi. Tại 9 trên mũi đầu tiên này, mũi trên mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Và trên số 10 này thì mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Từ hàng số 16 trở đi thì mình sẽ không tăng mũi nữa. Mình chỉ móc cho bé tầm 1 đến 2 tuổi, có vòng đầu từ 44 đến 46 hoặc 48 cm, cho nên mình sẽ dừng ở đây không tăng mũi. Từ hàng số 16 trở đi thì mình sẽ móc xuống phần thân. Mình sẽ giữ cố định là 88 mũi này, móc mũi trên một mũi móc đơn. Còn các bạn mà móc cho bé hoặc là móc cho người lớn có vòng đầu lớn hơn thì các bạn sẽ tiếp tục tăng tiền tiến như nãy giờ mình tăng, cứ một hàng tăng một hàng không tăng. Sau khi mình móc phần chóp xuống phần thân một khoảng gồm có 30 hàng như thế này thì tiếp theo mình sẽ móc phần vần. Sau khi móc xong hàng số 30 thì mình đã kết hàng ngoài bằng một mũi rời và mình sẽ móc lên một mũi bính để bắt đầu hàng vần đầu tiên. Tại 4 chân mũi đầu tiên này, mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Và chân thứ 5 này mình sẽ móc vào đây là hai mũi móc đơn.
Và chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Là móc xong hàng vần đầu tiên, xong hàng này mình cũng không kết hàng, mình sẽ móc lên hàng vần số 2. Hàng số 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ không tăng mũi, mình sẽ móc mũi chân này là một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc 3 hàng như thế. Là móc xong 4 hàng vần của phần 4 hàng phần vần mũ. Tiếp theo thì mình sẽ móc hàng số 5. Hàng số 5 này mình tiếp tục tăng mũi. Tại 5 chân mũi đầu tiên này, mỗi chân thì mình sẽ móc một mũi móc đơn như bình thường. Và trên số 6 này thì mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Khi móc xong hàng số 5 phần vần thì 3 hàng tiếp theo là hàng số 6, 7, 8 mình sẽ không tăng mũi. Mình sẽ móc mũi chân này một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc 3 hàng như thế. Đây là giấc ngủ của mình sau khi mình đã móc xong hàng vần số 8. Sau hàng vần số 8 này mình sẽ kết lại bằng một mũi dời. Và chúng ta sẽ tiến hành móc hàng cuối cùng. Hàng vần cuối cùng này mình sẽ sử dụng mũi đơn ngược. Để móc chúng ta cũng sẽ lên một mũi bính và móc ngược theo chiều từ phải sang. Các bạn sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cái hàng này và chúng ta sẽ cắt chỉ để kết thúc cái phần chính của cái mũ. Đây là mình đã hoàn thành xong phần cơ bản của chiếc mũ. Tiếp theo là mình sẽ móc hai cái tai của phần mũ và cái mầm cây ở phía trên. Đầu tiên là mình sẽ móc cái tai.
Chúng ta sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ móc lên một mũi bính. Tiếp theo là mình sẽ móc vào vòng tròn này 8 mũi móc đơn. Xong hàng đầu tiên thì mình sẽ kết lại bằng một mũi dời để mình chuyển sang màu len thứ hai. Mình sẽ móc vòng thứ hai bằng màu xanh. Mình lên một mũi bính và tại mỗi chân mũi này mình sẽ móc vào đây là hai mũi móc đơn. Sau đó mình cũng sẽ kết lại bằng một mũi dời để móc hàng số 3. Mình lại tiếp tục móc vòng len màu vàng. Mình sẽ lên một mũi bính để bắt đầu hàng số 3. Tại chân mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây là một mũi móc đơn. Trên bên cạnh thì mình sẽ móc vào hai mũi móc đơn. Chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Và sau hàng này mình cũng sẽ kết lại bằng một mũi dời để bắt đầu hàng số 4. Mình lại tiếp tục móc bông sợi len màu xanh, chúng ta sẽ lên một mũi bính. Tại hai chân mũi đầu tiên mình sẽ móc vào mũi chân là một mũi móc đơn. Và trên số 3 này mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn. Và chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Sau khi kết thúc xong hàng số 4 thì mình sẽ kết lại bằng một mũi dời và tiến hành cắt chỉ màu xanh. Hàng số 5 chúng ta sẽ móc bằng sợi len màu vàng này. Mình sẽ lên một mũi bính, hàng này mình không tăng mũi nữa. Mình sẽ móc vào mỗi chân là một mũi móc đơn. Phần sợi len màu xanh thừa chúng ta kẹp vào phía sau và móc vào luôn.
Sau khi móc xong hàng số 5 thì mình cũng sẽ kết lại bằng một mũi dời và chúng ta sẽ tiến hành cắt lên. Chúng ta sẽ cắt để chừa một đoạn dài để khâu vào cái phần mũi. Mình đã có một cái tay như thế này, chúng ta sẽ móc tất cả là hai tay như thế này. Sau khi móc xong hai cái tay mũi như thế này thì tiếp theo mình sẽ chuyển sang móc cái phần mầm cây ở trên mũ. Chúng ta sử dụng màu xanh để móc. Đầu tiên là mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật và móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn. Chúng ta sẽ móc lên một bính và 6 mũi móc đơn. Mình không kết hàng nha. Để bắt đầu hàng số 2 thì mình sẽ móc một mũi trên mũi này, 2 mũi móc đơn. Các bạn nếu sợ bị nhầm thì hãy dùng kim đánh dấu để đánh dấu lại cái điểm đầu tiên. Mình sẽ móc mũi trên này 2 mũi móc đơn. Hàng số 3 thì tại trên mũi đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Trên bên cạnh thì mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn và chúng ta sẽ lặp lại như thế cho đến hết hàng. Hàng số 4 và hàng số 5 mình sẽ không tăng mũi. Mình sẽ móc mũi trên này là một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 18 mũi móc đơn mỗi hàng. Hàng số 6 thì mình sẽ tiến hành giảm mũi. Tại 4 trên mũi đầu tiên này mình sẽ móc như bình thường. Và hai trên bên cạnh thì mình sẽ giảm đi còn lại một mũi. Chúng ta sẽ lặp lại như thế thêm hai lần nữa và sau hàng này mình sẽ có tổng cộng là 15 mũi. Tiếp theo là hàng số 7. Hàng số 7 mình tiếp tục giảm mũi. 3 trên mũi đầu tiên mình sẽ móc như bình thường. Và 2 trên bên cạnh thì mình sẽ tiến hành giảm đi còn một mũi. Và chúng ta sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Sau hàng này thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi. Tiếp theo là mình sẽ móc hàng số 8. Tại 2 trên mũi đầu tiên mình sẽ móc như bình thường. Và 2 trên tiếp theo thì mình sẽ thu về còn một mũi. Và chúng ta sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Sau hàng này mình sẽ có tổng cộng là 9 mũi. Tiếp theo là hàng số 9. Trên mũi đầu tiên mình sẽ móc một mũi móc đơn như bình thường. Và hai chân bên cạnh thì mình sẽ giảm về còn một chân. Tiếp tục lặp lại thêm 2 lần. Thì sau hàng này mình sẽ có số mũi về là còn 6 mũi.
từ hàng số 10 đến hàng số 12 mình sẽ móc mỗi hàng là 6 mũi móc đơn, tức là chúng ta không giảm nữa. Sau hàng số 12 thì mình sẽ kết bằng một mũi rời và chúng ta sẽ tiến hành cắt chỉ hoàn thành cái phần lá. Và chúng ta sẽ móc tất cả là hai cái lá như thế. Và mình đã hoàn thành xong chiếc lá, chúng ta sẽ móc tất cả hai chiếc lá như thế này. Sau đó sẽ dùng kim khâu len khâu hai chiếc lá lại với nhau và khâu lên phần chóp mũ. Chúng ta cũng sẽ tiến hành khâu hai cái tai này vào phần mũ. Đây là chiếc mũ của mình sau khi hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.